Rồi kính chào tất cả quý vị nha. Thì hôm nay trên một cái cung đường quê thì tiếp tục cuộc hành trình của hai anh em. Em tên Thanh Dùng Bảy Núi và Quốc Tâm Linh. Thì hôm nay đến với một cái hoàn cảnh này cũng khá là muộn rồi quý vị. Thì giờ này trời cũng đã xế chiều và trời đang đổ mưa ở dưới mấy sông nè, rất là lạnh luôn. Thì hôm nay tìm đến một cái hoàn cảnh là cũng cô chú ở trong làng đó cũng chia sẻ về cho hai anh em cũng như làm thiện nguyện ở khu vực xã Cần Đăng. Thì hôm nay cô Út dẫn mình đến đây cũng như nghe lời giới thiệu của bà con thì hoàn cảnh ở đây như thế nào cô Út? Dạ, thì em cũng xin mến chào cả nhà. Chào cả nhà thì trở lại kênh Thanh Dùng Bảy Núi. Thì em là Bích Ngọc, kênh là cô Út Tâm Linh. Thì em cũng nghe bà con ở đây cũng giới thiệu nói là ở đây có hoàn cảnh hai mẹ con rất là khổ luôn đó cả nhà. Hai mẹ con thì sống trong nhà chỉ có hai mẹ con thôi, không có ngoài ra thì không có ai hết. Dạ. Rồi ở không... đây thì ngoại chắc cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng là 70, 80 gì cả nhà. Anh nghĩ là cũng hơn 80 rồi đó. Rồi để tìm hiểu thật hư cái câu chuyện này như thế nào ở trong một cái làng quê thì mời bà con cô bác cùng xem cái khung cảnh ở xung quanh. Ở nơi đây thì toàn bộ là vắng vẻ hết, không có nhà cửa gì hết quý vị. Cung đường ở đây là cung đường đất luôn, không phải là đường đan. Ở trong quê ở đây cũng còn khá là nghèo. Thì mời bà con tiến vào bên trong. Ở khu vực này thì chỉ có một cái ngôi nhà duy nhất thì nằm cạnh ở nơi đây thôi quý vị. Thì mời bà con mình tiến vào bên trong nha. Dạ con chào chú ạ. Bên đây là bà hả chú? Này là mẹ. Là mẹ hả? Ừ. Thì chú cho con hỏi là năm nay mình được bao nhiêu tuổi mình nhớ không chú? Con cũng nhớ đi. Cũng không có nhớ nữa hả? Có người cậu với chị, người cô với mới nhớ. Dạ. Bà Hai Lan á. Bà Hai Lan mới nhớ. Ừ. Thì sống ở trong cái ngôi nhà như thế này, có bà cụ ở đây nữa nè. Rồi em hỏi bà cụ coi bà cụ biết nhớ bao nhiêu tuổi không? Ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại? Không biết nè. Ngoại không biết luôn. Ngoại không có nhớ biết tuổi luôn hả? Ngoại dễ thương lắm rồi cả nhà. Anh như quậy vô tôi chỉ con. Chỉ cái gì vậy chú? Có vàng trong đây hay gì đây? Không có. Anh coi cái cảnh bên này là anh coi nhà mình sạch gì đó rồi có nhà tới ai có nhà tới sạch gì đâu. Có ai sửa đâu. Cái nhà này là được nhà nước hỗ trợ cho mình hay sao? Cái này ở nhà nước hỗ trợ năm rồi đó. Dạ. Rồi sạch vậy sạch chơi đó chú. Cái nhà này theo mình nghĩ là hỗ trợ rất là lâu rồi quý vị. Lâu rồi. Nhà này lâu lắm rồi. Ừ. Thì, thấy xi măng đồ tường rồi cũng cũ nè, nhưng mà cột này là cột tiền chế không à? Cột tiền chế. Rồi. Cột tiền chế. Này sập chân rồi nhà đây cũng sập chân mà già quá cũng bị chặt té luôn, sợ. Ở trong này á là nó cái kiến nó bự lung tung nó bị sập hết rồi. Nó sập. Tính bây giờ tính. Hồi trời ơi, tính cho cái nhà các người chị đó, bà chị, người cô đó, bà đi thay nhà lại, bà đi sửa lại dựng. Đây là cái toilet của mình hả? Cái này là mình xài nước từ ở đâu đi chú? Này cái nước cũng gạt nước rồi, nước không lên mà giờ không có điện mà không có bơ mà có điện, không có điện xài mà mất cái sách không đó. Mấy cái sách lên không xài không? Mắc chú mắc sách đó hả? Xài lên không, sách nước. Mô tơ mình không có hả chú? Có điện mà có cơ mà chưa gắn ống nè, mấy bơm nước không xài không. Rồi có điện, rồi có mô tơ không? Không có, rồi có cơ nào mà chưa cái ống ống dây nè. Cơn chưa xài đó mà ông cậu nó chưa gắn dựng đó là cái gạch nó hư được, nó cũng già chém chúng ta. Là lúc trước là mình xài bằng cây gạch này. Nó hư rồi. Mà bây giờ nó hư rồi. Bây giờ mình có cái này kêu bằng cái gì? Bạn cái CB. Cái này cái CB là tất nhiên là chú chưa có mua tua. Có mua tua. Nhưng mà có cái này là chưa có mua tua. Chưa có gắn ống đó.
chưa có cái motor. Bây giờ mà còn xài cái này nữa đó quý vị, xài cái đầu gặt nữa đó. Đầu gặt bây giờ nó hư, nó dùng nó cái nắng này mất sách không. Trời ơi, mất sách nước dưới sông lên đó hả? Dạ. Còn ở đây chú sống có một mình, chú có sợ gì không? Không, ở đây cũng biết bạn rồi, cũng đâu cũng sợ gì đâu. Cũng quen rồi ha. Cái này là nước giọt hả? Cái này nó nước mưa ở giọt nè, nó sụp nè vậy. Ở trên này nó bị nứt nữa nè. Rồi nứt trơn, nó tạt rồi lên trơn. Ờ, nhà này hiện tại thì bị lũng rồi quý vị ơi. Ở trên này thì trên trần nhà nó trời mưa nó lũng rồi. Nó lũng trơn, nó tạt. Ở đây nó bị thấm nước hay gì nè. Ờ, thấm nước. Ồ, trời ơi. Hú hồn con chuột. Bị bể gạch luôn quý vị. Quá rồi. Rồi thì mình tham quan cái ngôi nhà ở sau lưng rồi mình sẽ đi ra ngoài trước để mình trò chuyện ha. Trời ơi, coi nè, ở đây là cái giường ngủ hay sao chú? Trời ơi, cái giường ngủ này sập hết trơn luôn rồi nè. Con cũng cuốn chân nữa là cuốn chân buồn nữa mà không có chổng, giờ không có chổng làm gì sửa lại, vô chổng làm cà để ngủ. Cái giường này sập hết trơn mà chú không có sửa lại nè. Quá trời ơi nè, không có sửa lại ngủ hả? Dạ. Gì đâu mà dán nhện nó đóng. Dán nhện nó đóng, trời ơi, nhà cũ vậy, dán nhện nóc cho vậy, gập lum cho. Với cả trên bặn trong Minh rồi nó gãy cho. Ở đây mưa giọt nữa nè. Dạ, lên mưa giọt. Mưa tạt cho đó luôn ha. Mưa giọt hết trơn. Trên đó giữ xuống tạt cho đó trơn. Ờ, vậy là căn nhà này nhà nước cho rất là lâu rồi quý vị. Cho nên là mưa nó dột, hiện tại thì ông trời đang mưa. Ở trên bàn thờ coi nè. Bàn thờ lưng chân lũng chân. Ờ, trên trang. Trên trang lũng bể trên. Rồi cái này hàng ngày mình còn có cúng lại gì không chú? Có hàng ngày cúng, mình đem cúng lại gì nữa. Dạ. Rồi mình ra trước mình ngồi ha. Dạ. Anh ơi, ông anh đưa ra lại. Trời ơi, mưa ơi, hỏi nè, cho mưa ngồi nè. Thôi đồ đạc gì đâu mà cũng lung tung beng hết rồi nè. Ba đồ đạc lưng cho không có đồ, không có chỗ để nữa. Ồ. Lung tung beng hết à. Dạ. Yeah. Ô xích qua đây nè. Xích qua đây. Rồi xích đây nè. Rồi cho hỏi là bà cụ này sống ở đây được bao nhiêu năm vậy cụ ha? Ở trong đây cũng cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Ừ. À, chỉ sống có hai mẹ con thôi. Dạ. Chú năm nay thì bao nhiêu tuổi là không nhớ. Không nhớ luôn. Mà đúng theo rồi. Con nghĩ là chú phải tầm khoảng là 50 hơn rồi đó. Dạ. Tại vì 50 hơn rồi, còn có bà cụ này là tầm khoảng cũng hàng 8 đổ lên hay Út ha. Tầm khoảng 70 80 rồi đó nha. À, bà cụ này có khoảng 7-80 tuổi á. Bây giờ hỏi tuổi thì hai mẹ con không ai nhớ tuổi hết trơn. Không ai biết tuổi luôn. Sao kỳ vậy? Rồi mình có đi chợ mình mua đồ ăn gì không chú? Không có đi chợ mà không có xe bọng chơi mà có xe đẩy để chạy ngang đây bán mua không à. Rồi tiền đâu mình để mình sinh sống hàng ngày mình mua đồ ăn? Người ta tiền người ta cho hàng ngày bằng mướn kia đó rồi mua cá để trình mua cá anh vợ anh hàng ngày vợ dạ. Cho rồi cái công việc của chú đi bằng mướn hàng ngày là công việc gì? Bằng đất bờ bệt đồ với bằng mướn đồ đó kiếm tiền xài cho bà nuôi bà già đó, như là ai kêu đi đắp bờ mẫu đồ đó ha. À. Rồi có đi xịt lúa được không chú? Con không biết xịt lúa mà đắp bờ với be bờ không mà không biết xịt lúa. À. Đắp bờ be bờ thì cái công việc đó nói chung là không có được ổn định ha Út. Dạ. Nói chuyện mà sinh con luôn. Ừ. Nó là đây bời không mà không có hết đi ngoài làm đó. Ừ. Bà cụ bà ít có nói chuyện hả? Ừ, mẹ bà ít bà lãng tai bà nói chuyện nghe. Bà lãng tai. Dạ. Mình nói chuyện bà không có nghe hả? Ừ. Dạ. Ừ. Ngoại nó thương đồng nghiệp lắm cả nhà ơi. Ngoại năm nay là tầm khoảng từ hàng 70 ngoài tới 80 đó quý vị. Thì con của ngoại đây là một ông chú này cũng tầm khoảng 50 mấy rồi, chứ cũng không còn nhỏ đâu. Thì sống ở trong một cái căn chòi mà cái xin lỗi cả nhà là một cái nhà nhưng mà nhà nước cấp cho rất là lâu rồi, bây giờ đã mục nát hết rồi. Những cái cột này là cột của nhà nước cấp, cột tiền chế á.
Đây là nhà đại đoàn kết do công ty xổ số kiến thiết, xổ số kiến thiết tỉnh An Giang hả, là tặng năm 2010 đó quý vị. À, đây là năm 2010, là 12 năm. Hiện tại thì căn nhà này được công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ được 12 năm rồi. À, một ngày của mình đó là mình thu nhập trong cái gia đình của mình đi làm mướn vậy là được bao nhiêu tiền chú? Mà ta mình ăn cơm ta ngày ta ăn cơm ta ngày 30, ngày ăn cơm mình 35. Trời đất. Thì có 30 35 ngàn sao sống nổi. Vậy rồi gạo cá hàng ngày là mình mua hay sao chú? Gạo hàng ngày người ta cho hàng tháng người ta cho ngày năm rồi đó là gầm người ta cho gạo đó là gầm hôm rồi gầm gầm lưới này ta cho nhiều như thế đó. Dạ. Rồi ăn hàng ngày cho hàng ngày cho gạo hoài. Dạ. Rồi 30 ngàn đó rồi hàng ngày mình mua được cái những gì chứ? Mình mua cá đồ ăn 2-3 con cái lóc là 40-40 ngàn rồi. Dạ. Dạ, đây cho con ăn con. Rồi có bởi đi cái giò mẹ nè. Rồi mẹ nè bởi đi thì sao không biết mà cái bà quá chặt quá tá nè vậy. Trời ơi. Rồi cái giờ trước cái giờ bớt cái giò bớt rồi đó. Dám dây gió đó chú. Dạ. Dây con chó này nè, bá té của chả từ quần tơ hàng ngày. Ừ, là cho nó nước, nước để đây nè. Cái nước đó, dướng dây. Ngào thổng rồi luôn. Cách nước mà dướng cái con dây con chó mình xiền á ha. Rồi. Bởi chị này, mấy chị không mãi nữa rồi, nên vô thuốc rồi cho ngày đó. Bà nói chuyện không có được rõ á nhờ. Rồi thuốc rồi bà cho đây thuốc thuốc này nè đây cho mua đây thuốc. Là thuốc đỏ ha. Rồi thuốc đỏ chích giò nè. Thuốc đỏ với mà ba cái thuốc cái liền da quá. Rồi người ta cho. Rồi bà mua cho chúng chích cũng giờ cũng bán cũng bớt rồi đó hết vậy. Trời ơi. Rồi bà ăn chị rồi có bệnh gì về trong người không chú? Không, bà có bà hò với bà có mệt bà hò còn mà cái giờ bà đi tại vì đi không nổi đó. Yeah. Rồi bà yếu rồi đi không nổi đi. Bà đứng đi không nổi cái chiều à. Bà đi lâu lắm. Bà có bị nhức mình gì trong người không? Giờ bà cũng nhức bà đi tới luôn nhức bà nhức á. Bà có mang dép không mà con không thấy dép của bà? Với mẹ ở nhà bà không mang rồi, bà không chịu mang rồi bà đi một giờ không vậy đó. Em không thấy dép gì cả nhà. Em không có thấy dép của bà nữa. Dép mẹ, bỏ ở đây nè. Dép bỏ ở đây nè, bà không chịu mang nè. Vậy là cô ở trong nhà, bà cụ ở trong nhà là quanh năm là không mang dép hả chú? Dạ, bà mang, không có mang dép mà bà ở nhà không nè, có gì lên đi đâu mới mang. Dạ. Dép bả nè. Đau dép ở trong dép này là mang đau dò lắm luôn á, không kẹt ha. Dép này cứng lắm. Mang dép, dép ngược rồi bà ơi. Bà nhìn bà bây giờ là giống như là em bé mới lớn gì á cả nhà, nặng nịu rồi. Tay chân coi nè, ông chú vô đây là ông chú tay chân coi nè. Bà thôi với ông chú này không có được lanh lẹ ha. Dạ. Cũng hơi khù khờ đó quý vị. Thì cái công việc làm hàng ngày thì chỉ có 35-30 ngàn cho một ngày để mình đắp bờ mẫu hả chú? Và như vậy làm sao mình đủ chỉ mua được cái con cá lóc cái là hết tiền rồi. Rồi lấy gì mà mình lo những cái ngày sau? Rồi giếng đợi sao rồi ta mới cho thêm tiền kia mua cá thêm. Mấy chị ở ngoài sống ở ngoài đó rồi đi vô đó. Dạ. Rồi vô hai người đó là chỉ vô quay phim rồi chụp mấy cái tiền kia. Ở bên đây là một cái căn bếp của mình hả? Dạ, căn bếp nấu cơm. À, mình đang nấu nước nấu cơm gì hả chú ha? Dạ, đông mẹ nấu nước. Ồ, nấu nước. Cái nhà này thì nhà nước cắt cho nói chung á là bằng bê tông nhưng mà bây giờ nó đã cũ kỹ hết rồi quý vị. Thì, ở trên nó đã mục nát hết rồi. Một tiết mục con là còn cây cái này còn bịch măng không mà. Thế giờ em nhậu quá chứ. Đâu cũng chơi.
ở khu vực này thấy ở đây là không có cái nhà nào hết trơn. Thấy ở đây rất là hiu quạnh luôn. Không có nhà nào hết trơn. Ở trong đồng trống gì đó cả nhà. Hai mẹ con mà ở trong đây, trong quê nhưng mà không thấy nhà cửa nào hết trơn. Cũng nhờ hên là mình, nhà bà ở đây là ở cặp đường, phải mà ở trong hậu nữa thì mình cũng không biết sao mà tìm đến nữa. Cái nhà này là con hai tôi cũng ở đây, cũng là cũng ở đây, là nó ở đây nè, gần cắt giới với sông này nè, cắt bến trong cái giới với sông á. Là giờ hai cậu hai ông Mai Tứ giờ ông chết ông nằm đẳng á. Dạ. Cậu tôi á. Là chú có đâu có anh em gì hả? Có anh em mà ở ngoài nhà ngoại không có ai vô trơn á. Cái nhà ở xa đó. Ở ngoài chợ không ấy á. Ngoài chợ quá hả? Dạ. Không có ai vô thăm trơn á, có người có bà chị bởi kiến rồi bà vô. Có anh em ruột gì không? Có người ông già ông mất rồi, ông chết rồi, ông ở trong Vĩnh Thanh á. Chung là ở đây là không có anh em ruột, chỉ có bà cụ này với một ông chú ở đây sống ngày xưa giờ. Thì theo mình được biết thì ở đây cũng được mười mấy năm rồi. Căn nhà này được trao tặng là năm 2010 và đến nay là năm 2022, tức như là cũng 12 năm rồi. Thì cuộc sống mưu sinh hàng ngày của chú là chỉ đi đắp bờ mẫu ra, ngoài cái công việc đó mình còn công việc gì khác không chú? Không, nói này đắp bờ rồi hoàn toàn cho người ta mình xà lúa rồi không làm gì nữa. Rồi những ngày ở không rồi mình lấy tiền đâu mình mua cá mua mắm đồ mình ăn với gạo đồ? Gạo người ta cho hàng ngày hoài rồi, còn gạo tiền không có mình mua cá đồ đó người ta hàng ngày người ta cho. Ta cho rồi có đâu mà ta cho quanh năm chú ha? Rồi đây tới bữa mấy là ở ngoài khúc ở ngoài cầu ở ngoài trường ở ngoài đó rồi ta vô cũng chụp mình là cho 10 triệu nè. Dạ. Ở cho 10 triệu lận mà người ta chưa vô đó. Như vậy là chỉ có mới có hứa thôi ha. Ở ngoài Kiên Giang á. Kiên Giang hả? Cho 10 triệu lận. Dạ, chỉ hứa thôi nhưng mà chưa vô tới. Là người ta hứa bao lâu rồi? Ở đây cũng mấy ba bữa nay à. À, mới có 3 bữa nay hả? Ừ. Rồi người ta có quay phim chụp hình gì không? Có, quay nhà luôn, quay phim luôn nữa. Dạ, cũng quay phim chụp hình ha. À. Rồi. Bà cụ này thì bà không có nói chuyện gì hết đó quý vị. Dạ, người nói chuyện bà ông mẹ bà lắng tai cơ mà không nghe đâu. Nói chuyện mà mình nghe cũng không có rõ nữa. Bà nói chuyện mình nghe cũng không có rõ nữa hả? Dạ. Ừ. Bà nói chuyện mình không nghe đâu. Chắc cụ này ít tiếp xúc với người ngoài á. Ít đi đâu lắm. Bà không có đi đâu. Ít đi lắm. Rồi cái mùng trên đó là sao chú? Mùng đó mùng mẹ bả ngủ mà mùng đó giờ nó gách tan qua nó thì phải nằm ngủ, giờ bả nằm đó rồi phải nằm chú nằm giống không. Rồi cái chỗ này là để ai ngủ? Mà mẹ bả nằm giống này mới ngủ luôn á. Ban đêm á ha. Té năm ngoái ở ngoài nhà ngoại nó chạy. Ở ngoài nhà ở ngoài cũ con ngoại, ở ngoài đó. Rồi té rồi để hai bên đi về luôn. Hai bên mới nằm cắn rồi nằm giống rồi cắn rồi cũng nằm giống. Ở vậy nằm không có được nằm nơi cắn đâu nằm được. Bà ngoại té hai bên đó là bị gì? Bị té nó bị té chủ mày chợ mày mà cũ ống mới mày ống xanh á. Dạ. Rồi sao rồi, đi ai đi đầu cầu ở ngoài đó rồi bởi mũ ba. Bả lên bả nắm cầu tay bả lên gì nè. Rồi bả cắn hai bên nữa, bả cắn. Có lòi xương luôn hả? Cứng ngắc à. Em không biết bị gì nữa nó cứng ngắc à. Cứng ngắc đó luôn à. Đi vô nằm cắn lên là nổi. Đau hả? Nằm cắn đau. Nằm cắn là bả nằm cắn đau lắm, bả nằm đống. Nằm cắn đau lắm. Trời ơi. Vì là chắc độ té rồi cái mà bị đôn xương á. Bị đôn xương rồi bà cụ còn đau đó. Ở đây mình có niệm nằm không hay là mình nằm chiếu? Niệm chiếu luôn không à. Có cái miếng ga nè. Có cái miếng ga mỏng á hả? Mỏng á. Miếng ga mỏng chứ không có được. Bà nằm cũng cắn cũng đau nữa, bà nằm giống vậy luôn.
Chú có đi làm gì không mà thấy bản đồ này giống đi đồng quá à? Đâu có làm gì đâu, bữa củi nhà không, tại giờ bạn chưa tắm đó. Dạ, bữa củi ha. Bữa củi nhà nè. Có gì đâu. Rồi thì hôm nay thì con đến thăm gia đình mình, chú với bà ngoại đây. Thì được biết cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay đến đây thì lần đầu tiên thì con hỗ trợ hai anh em thì hỗ trợ cho bà đi cô Út. Thì con với anh Thanh cũng như bà con có chú Đồng Thành phụ bà cũng như là chú mua cá mắm hàng ngày. Hỗ trợ chút ít kinh phí nào đó để cho chú mua vật dụng gì cần thiết đó. Rồi lần sau mà nếu có mạnh thường quân nào mình thấy xem kênh hỗ trợ thì tiếp tục thì con sẽ đến đây trao những cái phần quà hay là hoặc những cái vật dụng nào cần thiết ở trong gia đình. Thì bây giờ thì ở trong gia đình của mình thì chú có mong muốn gì không? Từ mạnh thường quân không chú? Dạ. Chú có mong muốn gì không? Không. Không có mong muốn gì hả? Dạ. Anh có mong muốn là sửa lại căn nhà hay là... Rửa căn nhà lại không à? Rửa căn nhà ở trong buồng đó. Dạ. Với trên phía cũ nó dột xuống dột đó. Dạ. Hai bên dột trơn luôn. Rồi mình có mong muốn là mạnh thường quân ủng hộ gạo hay là cái gì không? Muốn là ta cũng cho hàng gạo hàng ngày hoài à. Dạ. Là mình bây giờ là mình mong muốn là sửa lại cái căn nhà. Sửa căn nhà mới. Dạ. Vậy là mong muốn của chú là như thế nào, em có thể chia sẻ lại cho bà con ha. Là chú mong muốn là sửa lại căn nhà mới để cho bà với chú ở được ấm hơn. Ấm hơn. Và nó khang trang hơn ha. Dạ. Thì bây giờ thì hiện tại ngôi nhà của bà bây giờ cũng đã mục ở dàn trên hết rồi. Mưa giờ nó thấm lủng thiết hết rồi. Đó, thì hôm nay thì đến đây thì cũng một buổi chiều thì trời cũng đã mưa lâm râm ở ngoài đó quý vị. Trời hiện tại thì mưa rất là nhiều luôn. Anh em cũng ráng đi đến đây nghe sự giới thiệu của bà con. Rồi thì đến đây thì cũng thăm gia đình đã xong và trao một cái món quà nho nhỏ cho bà với chú để làm mua đồ dùng cá nhân. Rồi thì tụi con xin phép ra về. Đó, chúc chú với bà thật là nhiều sức khỏe để mình sống cho nó lâu dài. Rồi để giữ mấy anh với anh về. Rồi tạm biệt chú nha. Con về nha bà ơi. Rồi máy bay bà ơi, con đi về. Máy bay bà. Máy bay nè. Máy bay. Dạ. Rồi máy bay cả nhà nhé. Rồi.